Ok, hello, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với channel mình. Chào các bạn. Phía sau mình là cameraman Nhi các bạn. Chúc cho tất cả anh chị em, cô dì, chú thím ngày mới vui vẻ, mạnh khỏe bên gia đình của mình nha. Thì hiện tại là mình đang có mặt tại Quy Nhơn, Bình Định. Thì ở những cái video trước thì có rất là nhiều bạn yêu cầu mình quay một video về cái bức tượng Phật ngồi cao nhất Đông Nam Á. Hiện tại mình đang có mặt tại chùa Ông Núi đúng không Nhi? Đó, cái bức tượng Phật ở phía sau các bạn đó thấy không? Cao nhất Đông Nam Á đó. Thì bức tượng thì hướng mặt về phía bên biển Quy Nhơn, Bình Định nha các bạn. Đó, đây là phía biển nè. Còn cái ở dưới đây là kiều xã gì Nhi? Cát Tiến. À, ở Cát Tiến nha các bạn. Thì ở phía xa xa kia mình có thể thấy những cái trụ quạt gió các bạn. Mình tưởng đâu Ninh Thuận mình chỉ có quạt gió thôi, nhưng mà ở đây cũng có quạt gió luôn. Và trước khi thép dẫn các bạn đi tham quan cái ngôi chùa này, các bạn biết không, bây giờ là mùa dịch, người ta không có cho vô chùa để du lịch đâu các bạn. Mình với Nhi đi cổng sâu, đi sờ cổng sâu hẻm chùa á, chui qua rừng để có thể đi lên cái bức tượng này được. Còn mình đi cổng chính là bị người ta khóa lại các bạn. Đó, trước khi mình dẫn các bạn đi khám phá ngôi chùa này thì mình sẽ cho các bạn chiêm ngưỡng cái cảnh ở nơi đây, ở một vị trí cao nha. Ok, bây giờ thì Let's go. Các bạn thấy khung cảnh đây như thế nào? Quá tuyệt vời luôn đúng không? Thì bây giờ mình sẽ dẫn các bạn và Nhi đi lên cái bức tượng này, khám phá coi thử bức tượng như thế nào nha các bạn. Đó, bây giờ là bức tượng có hai đường. Bây giờ mình với Nhi sẽ chia ra mỗi người mỗi đường đi. Mình thi nhau mình đi đi, đúng không? Bây giờ nè, đi đua nè. Đó, cái đường này các bạn xuống đây, nó xa lắm nha. Nó tầm khoảng cỡ trăm mấy chục mét á. Đó, chưa tính bức tượng, nếu mà tính bức tượng luôn á thì nó tầm cỡ hơn 200 mét nè các bạn. Bây giờ là thông tin nói là từ dưới đi lên đến bức tượng là phải đi qua 600 bậc thang. 600 bậc thang hả? Từ dưới đất luôn á. À, đi. Bây giờ mình với Như sẽ thi nhau ai lên đó trước nha các bạn. Nhi ơi, tới chưa? Tới chưa? Chưa. Xui rồi các bạn. Các bạn thấy cao không? Từ đây xuống đó cũng khá là cao luôn. Đứng đây chúng ta có thể nhìn thấy cái biển Quy Nhơn Bình Định nha các bạn. Cố lên Nhi ơi. Đứng cái độ cao này thì các bạn thấy sự hoành tráng của ngôi chùa, các bạn thấy không? Rất là đẹp luôn. Và cái lư hương để người ta thắp nhang đều làm hoàn toàn bằng đá nha các bạn. Nhìn nè, đá lửa đúng không Nhi? Hoàn toàn là bằng đá luôn. Ở đây có một vị La Hán nằm dưới đây để đỡ cái lư hương lên các bạn. Có ba vị La Hán nằm ở dưới. Phải La Hán không? Phải không? Em không biết, em không có rằng.
Đó, chắc mà mình cũng không rành nữa. Có gì nói sai các bạn thông cảm cho mình nha. Có một cái lư hương phải cực kỳ gọi là khủng khiếp luôn. To, chưa bao giờ thấy cái lư hương nào mà to khủng khiếp như vậy các bạn. Đây là tổng quan của cái bức tượng nè. Bây giờ mình với Nhi, cổng chùa hôm nay là người ta đóng các bạn. Bây giờ mình với Nhi đi lên ngọn cái bậc thang lên kia để xem lên kia có gì khám phá không. Các bạn thấy những bước cái mây mà đang bay 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 lên không? Đó, đứng đây chúng ta có thể quan sát được mây nha, bay lên núi kìa, rõ ràng luôn, bay phù phù luôn. Ủa, nước để đâu rồi? Để dưới. Đây, bây giờ mình sẽ đi lên tiếp tục lên cái bậc thang này, coi thử nha. Khi mà chúng ta lên đây các bạn thấy không? Những đỉnh núi rất là cao và trên đỉnh núi có mây kìa. Đó, đang bay phù 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 ra nhìn rất là đẹp luôn. Và lên đây là chưa hết đâu nha, vẫn còn lên lên nữa Nhi ơi. Vẫn còn lên nữa. Ở trên này có một cái đường đi lên cái bức tượng luôn các bạn, nhưng mà người ta niêm phong, người ta đóng cửa rồi. Mình không thể nào mình đi lên đó được. Mình chỉ có thể đứng đây và review cho các bạn xem thôi. Bên kia cũng có cái đóng cửa nhưng mà người ta đóng rồi. Các bạn thấy nha, hoành tráng không? Wow, chọc quá luôn các bạn. Hình như là ở trong cái bức tượng này là mình nghĩ là đặt hết luôn các bạn. Tại vì các bạn biết sao, đặt hết nó mới có cái độ nặng để nó độ cứng để nó gánh gánh cái bức tượng này các bạn. Nếu mà ở trong đây bỏng là trong đây mà bỏng chắc là không gánh được bức tượng. Mình nghĩ là đây là đặt hết. Bởi vì mới gánh được cái bức tượng to như thế này các bạn. Sau khi các bạn tham quan cái ngôi chùa này thì có tấm bảng mũi tên màu xanh xanh kìa. Qua bên tay trái là chúng ta sẽ qua bên hướng chùa tổ nha các bạn. Đây đây đây, cái đường mòn phía đây nè. Đi qua đây nha. Đây nè các bạn ơi, sau khi chúng ta đi qua đây thì có một cái đường mòn đi xuống dẫn chúng ta xuống chùa cổ nha. Chùa tổ. À chùa tổ, mình nói lộn các bạn. Đẹp cho ta các bạn ha, đỏ ngôi chùa, ngói đỏ rất là đẹp luôn, bằng ngói chứ không phải bằng tôn đâu. Không biết là có ai không mà nó vắng vắng lắm các bạn ơi. Bây giờ là không có ai đi du lịch á, bởi vì vắng, có chó nữa. Đi cẩn thận đó nha. Vắng cho ta. Hồi nãy đâu có thấy ai lên đâu. Ồ, không có khách du lịch đâu các bạn. Giờ có một xe mà anh kia mới về nè. Chùa chỉ có một mình với Nhi thôi, không biết là ở trong chùa. Ôi. Ồ. Đi thẳng ở đó em, thử làm sao. Để mình coi ở đây có nghe người ta nói có hàng có đồ, mình kiếm cái hàng nào mình review cho mọi người xem thử coi. Chánh điện của chùa tổ này đúng không Nhi? Nhi chánh điện này thôi, mình vô đó chút xíu đi Nhi, mình coi thử có ai không. Bỏ dép ở ngoài nha. Bỏ dép ngồi, bỏ dép ngồi. Không có ai ở trong đây hết các bạn ơi.
Anh biết không biết là ở đây phải là chánh điện của ngôi chùa hay không nữa. Chắc mình nghĩ đây là chánh điện ngôi chùa các bạn. Đẹp quá trời đẹp luôn. Thôi đi ra đi. Thờ ông núi không? Dạ. Ông núi á. À, vậy là đây là chánh điện của ngôi chùa các bạn. Nam Mô Lê Ban Tổ Sư Ông Núi. Đây. Đó. Là chánh điện của ngôi chùa nằm chỗ này. Nhi vào thắp nhang nha. Vào thắp nhang đi. Được, có nhang kia. Có nhang kia kìa. Gì? Lòng thành kính mỗi người chỉ một nén nhang. Đó đúng rồi, mỗi người sẽ một nén nhang thôi. Hai người đốt hai cây thôi. Mọi người thấy ở đây có gì đặc biệt không? Mình thấy cái con rồng ở đây mọi người thấy không? Cũng như cái chùa ở dưới là Sóc Trăng á, chùa Chén Kiểu á các bạn. Là cái con rồng được đeo, được người ta lấy cái chén á, chén kiểu, chén cổ ngày xưa, chén sứ ngày xưa á, người ta làm lên cái con rồng này nha. Cái trụ thì vẫn bằng xi măng bình thường. Đó, rất là độc đáo luôn. Giống như chùa Chén Kiểu dưới Sóc Trăng luôn các bạn. Nhìn cái vảy rồng này, đẹp không? Đó, bây giờ mình nghĩ là mình sẽ đi tìm một vị sư đi, nhờ người ta dẫn dắt mình, chứ mình vô đây lần đầu tiên mình cũng chưa biết ở đây như thế nào nữa các bạn. Đi Nhi. Quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Ngôi chùa khá là đẹp luôn. Nhi đi trước đi Nhi. Mình nghĩ là chùa này cũng khá lâu rồi đó. Các bạn nhìn cái kiến trúc không? Gỗ rồi. Khá lâu rồi đó. Tại đây có nguyên cái con rồng làm bằng chén cổ luôn. Đây là nguyên con rồng làm bằng chén cổ luôn các bạn. Độc đáo kinh khủng không? Dài từ đầu này cho tới cái đuôi kia luôn. Hoàn toàn làm bằng chén hết. Đó các bạn thấy không? Vẫy nè. Hoàn toàn làm bằng chén hết nha. Đó. Đâu? À, ở đây này có một cái nguồn nước suối, người ta nó chảy ở trên chảy xuống các bạn. Mình nghĩ là nước suối này tự nhiên từ trên núi chảy xuống. Nó chảy xuống đây để sinh hoạt hay sao, để mình rồi vô nguồn nước nó có lạnh không các bạn. Lạnh nha, mát ghê lắm. Nước suối các bạn, nước suối nó chảy xuống. Tình hình là mình với Nhi đi vòng vòng để coi thử có ai để hướng dẫn không, nhưng mà hình như giờ này trưa quá các bạn, mình với Nhi tới trưa quá. Wow, Nhi qua đây coi nè, mọi người qua đây xem cái bức tượng này, bức tượng Phật Phật Bà được chạm khắc từ một hòn đá luôn đó. Các bạn xem đi, mình đi qua kia luôn, qua đây kia, qua đây luôn các bạn, qua đây review cận cảnh cho các bạn xem luôn. Đây là hoàn toàn nước suối chảy ra đây hết nha các bạn. Đây. Đây là một bức tượng được điêu khắc từ hòn đá ra luôn, chứ không phải là xây bằng xi măng. Đó, các bạn thấy độc đáo không? Khá là đẹp đúng không? Trước bức tượng này thì có cái hồ cá, người ta nuôi cá thả dưới đây nè các bạn. Ở đây có một dòng suối nè. Quá đẹp luôn. Phía đi, mình đi tới cái khúc kia trên kia nữa, mình review cho các bạn xem thử cho nó hết luôn. Rồi mình đi vô hang. Đâu? Hang á hả? Đi qua đó, đi qua đó nhiều. Ở đây thì có một cái bức tượng bà các bạn. Mẹ Quan Âm hướng xuống biển nha. Nhi thấy bức tượng này giống bức tượng nào Nhi?
giống cái bức tượng mẹ Nam Hải đúng không? Cũng quay mặt xuống biển gì đó. Sau bức tượng mẹ Nam Hải, mẹ Quan Âm á, thì phía sau kia các bạn có thể thấy là bức tượng Phật, ông Phật mới nãy mình review cho các bạn xem thấy không? Ở sau bức tượng lại thì các bạn thấy những đám mây đang bay không? Đẹp không Nhi? Ở sau bức tượng là núi, bởi vì có những đám mây nó bay 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 đó các bạn. Đó, cái cảnh này là quá lý tưởng luôn nè. Và sau cái bức tượng mẹ này là chúng ta sẽ nhìn xuống dưới đây là phía bên mé bên tay trái chúng ta là biển nha. Còn bên tay phải là đất liền. Chính giữa là đất liền. Và bên mé mé chút xíu kia các bạn nhìn rõ thì thấy những cái trụ quạt gió của Quy Nhơn. Mình nãy giờ mình đếm 2 4 5 mình 6 trụ thôi. Chỉ có thấy 6 trụ quạt gió thôi các bạn. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi, tại giờ này chùa người ta ngủ trưa hết rồi, không có ai để dẫn tụi mình đi đi hướng dẫn các bạn. Ở đây hình như là chánh điện này Nhi ơi. À, ở đây mới đúng là chánh điện các bạn. Mình đi ngang vô chùa chứ mình không phải đi từ cổng vô. À, vậy là đây là cái cổng chính nè. Và đây là chánh điện này các bạn. Giờ này thôi sư trên chùa ngủ trưa hết rồi các bạn, không thấy ai hết. Nhi thắp nhang Nhi. Bức tượng Phật bằng đồng các bạn. Nhi thắp nhang cho Phật tổ. Một bức tượng Phật bằng đồng rất là to luôn. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi qua phía hang núi nha. Khi chúng ta đứng ở đây các bạn thấy không? Đó, cái tượng Phật ở sau cái đỉnh núi. Không thể nào mà mình đi được các bạn. Cảnh quá đẹp luôn. Đẹp không Nhi? Đẹp. Quá tuyệt vời luôn. Mình không ngờ là ở Việt Nam mình lại có cái cảnh đẹp như vậy luôn các bạn. Cao nhất Đông Nam Á mà, đâu phải giỡn chơi đâu. Rất là kinh khủng luôn đó. Tại mình chưa đi nhiều nơi, mình chưa biết thôi các bạn. Đây, đây là phía hang núi nè. Đây mình sẽ thấy cái mũi tên. Chỉ ở đây nè. Cầu ngang hang tổ. Hang tổ nằm phía đây. Đó, bây giờ mình sẽ đi phía bên đây. Đây hang tổ nè. Uê, trời. Lần đầu tiên thấy một cái trái bí đao bự chà bá lửa. Bạn nhìn kìa. Nhi hồi giờ thấy trái nào bự gì chưa? Chưa. Không biết. Không biết là ở thang người ta trồng kiểu gì mà trái nó bự cho bá lửa luôn các bạn. Hình như là dòng bí đao này, dòng bí đao để xay nước uống, nó to vậy đó. Các bạn thấy không, trời rất là nắng luôn. Mà mình với Nhi tranh thủ quay xong cái video này các bạn. Bây giờ này là 12 giờ đêm, 12 giờ trưa rồi, 12 giờ trưa. Đi qua đây hang tổ này. Lên Nhi ơi, không biết là tới hang tổ hay không. Ôi, không biết là tới hang tổ hay chưa. Wow, nhanh lên. Bảo tháp tổ sư Lê Bang Ông Núi. À, có phải là cái chỗ này để chôn cất tổ sư Ông Núi không ta? Chắc vậy các bạn. Mình nghĩ là chôn cất ông ở trong cái tháp này. Mà theo mình nghĩ vậy thôi chứ. Chứ mình cũng không biết thôi, có gì các bạn nói sai các bạn nhớ để lại một comment cho mình biết nha. Đây. Trên kia có một cái hòn đá đang khắc một vị Phật ở trên đó. Người ta đang làm lỡ dở các bạn.
để mình lên mình xem thử. Nắng quá các bạn ơi, thật sự rất là nắng luôn. Ở đây có một bức tượng Phật, người ta cũng đang làm lỡ dở, đang thi công lỡ dở các bạn. Đây này. Đó, đang thi công chưa có xong đâu. Mình nghĩ là đây là hang tổ này Nhi nè. Đi lên vị trí bên trái này. Wow, đúng là tiên cảnh luôn. Nhìn cái khúc mà mây ở trên núi bay bay qua các bạn, nhìn rất là đẹp luôn. Nhi đi lên trước đi Nhi. Nắng quá trời nắng à. Các bạn có thể thấy là mồ hôi đổ, đổ hết xuống ha. Wow, nắng quá các bạn ơi. Sau một thời gian đi lạc các bạn, một đoạn đường cũng khá là xa luôn, mình đã phát hiện dưới đây là hang, hang của ông núi các bạn. Ngày xưa thì mình đọc tiểu sử của ông núi là ngày xưa ông núi ở trong hang này. Và những ngày bình thường thì ông sẽ đi lấy củi trên núi và xuống ở dưới núi á, là để ở dưới nha các bạn. Rồi người dân người ta biết là củi đó của ông núi, người ta sẽ tới lấy gạo, đổi cái số củi đó và đưa gạo cho ông núi nha. Đó, đây là cái hang nè. Đây, trước mắt các bạn thấy là đây là một cái hang có sở hữu cho mình một cái tảng đá cực kỳ to luôn. Nó bự gấp mấy cái nhà luôn các bạn. Wow, đá cao kinh khủng luôn á. Đây này các bạn. Đây này. Đây là tượng của ông núi nữa các bạn. Đây, đưa camera cho mình. Đây là tượng của ông núi đó các bạn. Một cái bức tượng nhìn rất là mộc mạc luôn. Trên tay ông núi đang cầm một cái chiếc quạt. À, và ở bên tay phải chúng ta có thể thấy là một cái nón lá nha. Và một điều đặc biệt thì các bạn có thể thấy đây là cái bó củi của ông núi nha. Và cái nón lá và một cái bức tượng chúng ta nhìn rất là mộc mạc và chất phác luôn các bạn. Đó, ngày xưa mình nghe nói là tiểu sử của ông là ngày xưa ông đã lấy cái vỏ cây đó để làm quần áo đó. Đó, ngày xưa ông tu luyện ở trên cái núi này các bạn. Thì ông rất là linh thiêng luôn. Bởi vậy thì ở đây ngày nào cũng có những người ta tới đây người ta cúng đó các bạn. Bữa nay là dịch bệnh mình không ai tới á. Chứ bình thường là có rất là nhiều là nhiều người tới đây nha. Hai cái nhang này mình cũng mới thắp á. Ở đây người ta kêu là lòng thành kính mỗi người một nén hương, thì các bạn tới đây chỉ thắp một nén hương là đủ rồi. Bên đây là có những bức tượng Phật mà không có ghi tên mình cũng không biết nữa. Phía sau là tặng tượng Phật Quan Âm. Thì cái phạm vi, cái không viên của cái hang ông núi thì nó chỉ có nhiêu đây thôi các bạn. Đó, dưới đây nữa, dưới đây nó cũng có nhiêu đây thôi chứ không có gì hết á. Đó, bây giờ thì xong rồi đó. Đi lên Nhi, đi nhanh lên lại. Theo mình được biết đó là cái tượng Phật cao nhất Đông Nam Á và cái chùa hang ông núi này là khác nhau các bạn. Có nghĩa là của hai đơn vị khác nhau á. Đó, nhưng mà tuy nhiên thì hai cái này nó nằm kế bên nhau. Bởi vì cái khi mà mọi người đi tới đây có thể đi qua tham quan cái bức tượng lớn nhất Đông Nam Á và sẵn dịp chúng ta ghé thăm chùa luôn. Đó, hai chỗ nó có kế bên nhau chút xíu xíu à, nhưng mà nó thuộc của hai đơn vị quản lý khác nhau. Đó, theo mình được biết là thông tin nó như vậy là chính xác nhất, chứ không phải là của chung một cái không quy nha các bạn. Bây giờ là cũng 1:30, 2 giờ rồi các bạn. Đó thì chắc có lẽ là cái video khám phá chùa ông núi và tượng Phật lớn nhất Đông Nam Á của thép hôm nay chắc là có lẽ kết thúc cái video tại đây các bạn. Thì các bạn nào ở Bình Định thì có những địa điểm nào hay nổi tiếng, các bạn hãy để dưới một comment cho mình biết nha. Và để lại một dòng cảm xúc sau khi các bạn xem cái bức tượng cao nhất Đông Nam Á như thế nào.
Riêng đối với bản thân mình là quá tuyệt vời. Còn Nhi sao Nhi? Quá tuyệt vời luôn các bạn. Mình rất là hãnh diện về Việt Nam mình có một cái bức tượng như vậy luôn các bạn. Đó thì khi nào mà các bạn có cơ hội ra Bình Định thì hãy nhớ ghé thăm bức tượng cao nhất Đông Nam Á và hang Ông Núi nha các bạn. Đó, cảm ơn các bạn rất là nhiều vì nãy giờ đã bỏ thời gian quý báu xem clip của Thép nha. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ mình làm những clip tiếp theo. Bây giờ thì bye bye.